People are packing their suitcases. B. Rồi các em nghe lại tí nha. A. Some people are packing their suitcases. B. Some people are walking along a street. C. Some people are boarding an airplane. D. Some people are sitting in a waiting area. Có một số bạn chưa xong nhưng mà mình đã biết được đáp án chính xác bằng không anh rồi. Rồi, những bạn còn lại, tất cả cho cô đáp án hết nào. 100% nha. Có 20 bạn rồi nè, những bạn còn lại. 3 giây nữa nha các em. 3, 2, 1. Rồi, giờ cô kiểm tra đáp án nào. Câu số 2, các em chọn câu C. Kiểm tra nha. A. Very good. Some people are packing their suitcases. Em có thể nhìn thấy là cái câu này nó theo một cái cấu trúc giống nhau, đó chính là chủ từ nó giống hệt nhau. Đúng không? Chia hiện tại tiếp diễn nè. Vậy cái chúng ta cần chú ý là động từ và tân ngữ. Tại vì cô nói trong câu thì mình có chủ từ nè, đến động từ, đến tân ngữ thì mình chú ý hầu hết là chủ từ nó sẽ giống nhau. Cho nên mình chú ý cho cô là động từ với tân ngữ. Vậy ở đây cô A, người ta đang pack the suitcase. Have packing the suitcases là đang đóng gói hành lý. Có đóng gói không? Không có, không chọn. B. Some people are walking along a street. Câu B mình nghe là some people are walking. Walk thì đúng rồi nè, đang đi. Nhưng mà ở đây là đi along a street, là dọc theo con đường. Nhưng mà cái này đâu phải con đường đâu, cái này sân bay mà. Cho nên câu B nó sai, chưa chọn được ha. C. Some people are boarding an airplane. Một số người đang boarding an airplane, đang lên máy bay. Chính xác, họ đang lên máy bay nè. Mình có động từ board, có nghĩa là lên nha. Cho nên chỗ này câu C. D. Some people are sitting in a waiting area. Mình nghe cái chữ sit là biết ngồi, mà mấy người này đâu có ngồi đâu mà chọn, cho nên loại liền. Rồi, tiếp theo. A. Items have been placed in a shopping cart. B. Some vegetables are on display in a store. C. Ceiling lights are being installed. D. Flowers are being planted in pots. Rồi, 3 giây cho tất cả các em, không mình đáp án. Một số bạn chưa xong 3 giây là có đáp án. Rồi, 3 giây nha. 3, 2, 1. Rồi, tất cả cho cô đáp án hết nào. Giờ cô kiểm tra nha. Câu số 3. Mình chọn câu B đúng không? Rồi. A. Items have been placed in a shopping cart. Một số những cái từ nó xuất hiện đi, xuất hiện hoài hoài. Các em có thấy không? Cho nên á, mình giống như có một cái list, một cái ngân hàng từ vựng trong cái phần 1 nè. Cho nên là cô bảo mà mình nghe app, mình cứ ghi ra hết những cái từ vựng đi. Em nghe là bảo đảm những cái từ này em sẽ gặp hoài luôn. Place có nghĩa là đặt và để nè. Shopping cart lần nữa gặp nè. Có nghĩa là gì? Xe đẩy trong siêu thị. Vậy câu 1 là những cái mặt hàng nó được đặt trong xe đẩy. Mình có thấy xe đẩy nào không? Không. Cho nên loại liền. Tiếp theo. B. Some vegetables are on display in a store. Một số những cái rau củ quả đã được display. Mình có cái cụm từ là on display là đang được trưng bày trong cửa hàng. Đúng không? Rau củ quả đang được trưng bày đây nè. Cho nên chọn. Chính xác. Rồi, tiếp theo. C. Ceiling lights are being installed. D. Flowers are being planted in pots. Rồi, giờ nha. Câu C với câu D á. Nếu mà nghe không hiểu, em vẫn có thể loại trừ. Vì sao lớp? Vì nó có chữ gì? Mình comment cho cô nè. Câu C và câu D á, nó vi phạm một cái nguyên tắc gì mà chúng ta đã học. Khi nghe tranh tả vật mà có chữ gì em? Tất cả nhắc lại cho cô nào. Very good. Đúng rồi, nó có chữ being. Đúng không? Cho nên nghe đâu cần hiểu đâu. Nghe tới câu C mà có chữ being, câu D có being là loại liền. Thì em thấy là mình chưa nghe được, mình đã loại 50-50 rồi. Thì cái đáp án của chúng ta thì nó sẽ xác suất đúng cao hơn nha. Tiếp tục nào. A. There are papers piled on a chair. B. There are cabinets above a computer monitor. C. The man is opening a window. D. The man is reaching for a telephone. Rồi, tất cả cho cô đáp án nào. 5 giây cho các em comment ra. Còn bạn còn không luôn cho cô ha. Câu 4 có rất nhiều bạn chọn B ha. Có bạn chọn C luôn. Rồi, giờ mình xem B hay C đây. A.
There are papers Rồi, piled ở on đây a chúng ta có chair. từ pile là được chất. Có những cái paper là giấy nó được chất trên cái ghế. Vậy em nhìn xem nha. Mình chỉ cần quan sát là cái từ paper on a chair. Có giấy nào trên ghế không? Không có, cho nên loại. Tiếp tục. B. There are cabinets Ở above đây a chúng ta có computer danh từ monitor. cabinet, có nghĩa là cái tủ nha. Above là trên mà có khoảng cách nè. Và computer monitor là màn hình máy tính. Vậy là có những cái tủ mà nó ở trên màn hình máy tính. Thì em thấy đây là màn hình máy tính nè. Và trên này có cái tủ nè. Đúng chưa? Cho nên đáp án B là đáp án chính xác. Rồi tiếp theo. C. The man Upton is là mở opening a trừ window. Cửa sổ. Ông này có mở cửa sổ không em? Không có, cho nên không chọn. D. The man Người đàn is ông này reaching đang for a reaching telephone. For a telephone là đang với tới cái điện thoại. Vậy thì với tới cái điện thoại có không? Không, ông ta đang với tới cái tủ, chứ là với tới cái điện thoại, cho nên mình không chọn được. Ha. Rồi. Tiếp theo. A. One of the women is giving a presentation. B. One of the women is drinking coffee. C. Some books are packed in boxes. D. Some books are spread out on a counter. Rồi, tất cả cho cô đáp án nha. Ok, câu số 5 này đang có hai đáp án nha. Một số bạn chọn C, một số bạn chọn D. Đang có hai đáp án. Rồi kiểm tra nè. A. One of the women một is giving a presentation. Đang give a presentation, tức là đang thuyết trình thì không có. B. One of the một women is drinking coffee. Một trong những người phụ nữ đang drinking coffee là gì? Đang uống cà phê, có không em? Không có luôn. C. Some books are some packed book, in boxes. Book là sách, pack là được chất nè. Boxes là những cái thùng. Vậy trong hình này em có thấy cái thùng nào không? Bây giờ lỡ mà mình không nghe được, mình không hiểu đi. Nhưng mà em nghe được là boxes là cái thùng nè. Vậy em có thấy là sách nào trong cái thùng không? Đâu, mình đâu có thấy cái thùng đâu, đúng không? Cho nên câu C chọn không được. Rồi, vậy tiếp tục là mình nghe câu đi nè. D. Some books vậy are đây spread out on a counter. Là spread out, các em có thể ghi vào nha. Spread out có nghĩa là gì? Là trải ra, là dàn ra. Vậy đây một số quyển sách đang được trải ra trên cái counter, là trên cái quầy. Đó, em thấy không? Những cái cuốn sách này đang được trải ra trên cái quầy nè. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ chọn đáp án D là đáp án chính xác. Ha. Các bạn chọn D. Một số bạn chọn C. Nhưng mà các em để ý đi. Ví dụ mình nghe được cái từ box mà nhìn vào trong hình không thấy box thì không chọn nha. Rồi, tiếp tục nào. A. Some vendors are selling merchandise. B. Some people are putting up a tent. C. Two men are shaking hands. D. A woman is clearing off a table. Rồi đáp án gì nào các em? Câu cuối cùng. Ok. Câu số 6, mình chọn câu A. Rồi, kiểm tra ha. A. Some vendors vậy are selling merchandise. Some vendors are selling merchandise. Chúng ta có danh từ vendor. Từ này xuất hiện hoài luôn nha các em. Vendor là người bán hàng. Sell là bán. Merchandise là hàng hóa. Nó mấy cái từ cứ quen thuộc, lặp đi lặp lại hoài. Cho nên nhớ, trong cái phần 1 này mình học kỹ từ vựng cho cô là gặp test nào cũng có mấy từ này trơn. Nhớ nha, từ vựng là xương sống của TOEIC. Đó, muốn xương chắc khỏe thì bổ sung thêm từ vựng, bổ sung thêm canxi. Vậy ở đây là những cái vendor là những người bán hàng đang bán những cái mặt hàng. Rồi, chính xác. Còn câu B là gì? Người ta đang dựng cái lều. Có dựng không? Không. Câu C, hai người đàn ông đang bắt tay. Có thấy hai bắt tay nhau không? Không có. Và câu D, người phụ nữ đàn đang clear off a table, đang dọn cái bàn. Cũng không có luôn. Cho nên chỗ này đáp án A là đáp án chính xác. Ok, very good. Rồi, kiểm tra sơ sơ thì thấy lớp mình cũng ok ha. Phần 1, quan trọng là có từ vựng và các em luyện nghe nhiều là chúng ta sẽ vững cái phần này thôi. Rồi, đó là cái đầu giờ mình làm quen tí ha, ôm lại tí về phần 1. Rồi, trợ giảng không accept nữa nha, hai trợ giảng. 10 phút rồi. Giờ mình bắt đầu. Buổi hôm nay thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái phần từ vựng trước ha. Rồi, cô sẽ cho mình xem từ vựng buổi hôm nay. Buổi hôm nay chúng ta sẽ học vào bài số 4 thì cái từ vựng của chúng ta là
Sẽ là về business planning, lên kế hoạch kinh doanh. Thì hôm nay chúng ta học từ vựng theo kiểu như thế này nhé. Rồi, các em nhìn thấy những cái từ này cho cô ha. Bây giờ chúng ta cùng nhau ghi chú nè. Vậy đầu tiên khi mà mình nói về cái business, business có nghĩa là kinh doanh. Về cái người làm kinh doanh thì mình gọi là doanh nhân, được chưa? Vậy doanh nhân thì chúng ta sẽ có một cái danh từ là businessman. Ha, businessman có nghĩa là một doanh nhân. Đó, vậy doanh nhân này nam thì mình dùng từ mình. Vậy nếu nữ thì mình thay bằng từ gì? Woman. Được chưa? Lỡ mình nữ doanh nhân thì mình gọi là business woman. Còn nam doanh nhân là businessman. Rồi. Vậy đầu tiên ha, doanh nhân chúng ta sẽ có danh từ là businessman. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ address. Thì cái từ address này nè, mình cứ cô nói tới đâu mình ghi tới đó nha. Rồi. Tiếp theo chúng ta có từ address. Thì từ address này có nghĩa là gì? Là đó giờ các em học cái từ address này nó mang nghĩa là danh từ, thì có nghĩa là địa chỉ, đúng chưa? Tuy nhiên hôm nay thì chúng ta không học nó với cái vai trò danh từ mà chúng ta học nó với vai trò động từ. Thì address động từ có nghĩa là trình bày, ha, trình bày. Rồi các em ghi nha, address động từ có nghĩa là trình bày. Rồi đọc lại với cô nha, address. Address là trình bày. Tiếp theo chúng ta có một động từ là demonstrate. Demonstrate có nghĩa là chứng minh. Ha, demonstrate. Mình tách nó làm ba tiết nha. Demonstrate, chứng minh. Mình ghi cho cô cái loại từ luôn nha các em. Vì address, mình mở ngoặc ra nó là động từ thì có nghĩa là trình bày. Tại vì danh từ nó mang nghĩa khác, động từ nó mang nghĩa khác. Cho nên khi mà bổ sung từ vựng thì lưu ý bổ sung cho cô thêm một cái loại từ của nó luôn. Demonstrate có nghĩa là chứng minh. Demonstrate, chứng minh. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái cụm là a primary strategy. Vậy cái cụm này là các em sẽ thấy là chúng ta có danh từ strategy. Vậy các em ghi cho cô nha, strategy có nghĩa là chiến lược. Ha, strategy có nghĩa là chiến lược. Và ở này mình có cái từ primary. Thì đây là một tính từ đứng trước danh từ này. Vậy primary ở đây á, thì giờ cô gợi ý cho mình cái cách nhớ từ này nha. Các em biết là những cái cấp mình học không? Cấp 1 thì mình gọi là gì? Primary school. Cấp 2 là secondary school. Và cấp 3 là high school. Vậy tại sao cấp 1 mình gọi là primary? Ờ, tại vì nó là sơ cấp. Đúng rồi. Primary có nghĩa là gì? Một cái gì đó nó cơ bản. Nó đầu tiên. Đó, mình ghi cho cô nha. Primary có nghĩa là cơ bản, là quan trọng, là đầu tiên. Đó, có nghĩa là như thế. Cơ bản, quan trọng, đầu tiên. Cho nên cấp 1 là cái cấp mà đầu tiên chúng ta học. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì cấp 1 là cấp đầu tiên mà ở đó chúng ta học những thứ cơ bản nhất. Cho nên gọi là primary school. Rồi, vậy ghi cho cô nha. Strategy là chiến lược. Primary có nhiều nghĩa nha. Cơ bản nè, đầu tiên nè, quan trọng nè. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái động từ là gather. Tại vì này sau by cho nên cô thêm in vào. Nhưng mà thực chất cái động từ nguyên mẫu của nó là cái từ gather. Thì gather có nghĩa là thu thập, tập hợp. Nhà gather là thu thập, tập hợp. Các em bổ sung cho cô. Gather, thu thập, tập hợp. Vậy khi mà mình nói đến cái từ thu thập, tập hợp thì đố các em còn một cái từ gì nữa đang đồng nghĩa với từ gather. Chắc là nghe phần 1 chúng ta đã gặp từ này rồi. Bắt đầu chữ C nha. Đây nè, very good. Không phải cover, cover là bao phủ rồi. Chúng ta sẽ có từ collect ha. Collect có nghĩa là thu thập, tập hợp. Đúng rồi, vì bổ sung cho cô nha. Gather bằng cái từ collect có nghĩa là thu thập, tập hợp. Kim Hà, Ngọc Trân, Anh và Uyên, mỗi bạn một cộng ha. Gather nó bằng với collect, thu thập, tập hợp. Rồi, vậy từ những cái từ này mình kết hợp nó thành một câu có nghĩa nè. Một cái doanh nhân, người ta trình bày và chứng minh một cái chiến lược quan trọng bằng việc thu thập những cái thông tin. Vậy doanh nhân chúng ta sẽ có là businessman, đúng không? Businessman. Trình bày là address, chứng minh là demonstrate. Một chiến lược quan trọng đó chính là a primary strategy, bằng việc thu thập thông tin, by gathering information. The gather nó bằng với collect, có nghĩa là thu thập, tập hợp. Rồi, ghi vào nha. Đó, thì chúng ta có những cái câu đầu tiên rồi đúng không? Mình ghép lại thành một câu có nghĩa rồi đó. Tiếp theo, mình ghi vào cho cô ha, ghi vào trước rồi cô quay cái câu tiếp theo nè. Rồi, cái câu tiếp theo là chúng ta sẽ có là evaluate. Em ghi cho cô nha, evaluate. Đây là một cái động từ và nó mang nghĩa là đánh giá.
evaluate, đánh giá. Evaluate, evaluate, 4 âm tiết nha các em. Evaluate có nghĩa là đánh giá. Evaluate, đánh giá. Tiếp theo chúng ta sẽ có động từ là offer. Offer thì mình dịch ra có nghĩa là đề xuất, ha, đề xuất. Offer. Đề xuất, ha, offer. Giống như em xem cái chương trình mà bể cá mập cái Shark Tank đó, thì ưa nói là offer cho bạn bao nhiêu phần trăm, đúng không? Bao nhiêu phần trăm thì offer có nghĩa là đề xuất ra ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có hai danh từ nó đồng nghĩa với nhau nè, em thấy hai danh từ cái demand, tradition ha, thì chúng ta đọc nè, replacement và substitution, thì hai danh từ này có nghĩa là sự thay thế. Replacement, substitution, sự thay thế. Cho nên nếu em bỏ demand và em bỏ tradition thì nó được động từ thôi ha, thì cái này là danh từ. Replacement, substitution, sự thay thế. Replacement, substitution, sự thay thế. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có từ avoid. Avoid có nghĩa là tránh. Nhà đây là động từ avoid, là tránh. Avoid là tránh. Và cuối cùng chúng ta có một danh từ là risk, có nghĩa là sự rủi ro. Risk là những cái rủi ro. Risk, rủi ro. Rồi, ok. Bây giờ mình ghép lại thành một câu nha. Vậy câu đầu tiên của mình nãy mình học là một doanh nhân nam, người ta trình bày và chứng minh một cái chiến lược quan trọng bằng việc thu thập thông tin. Và sau đó doanh nhân đó sẽ đánh giá và đưa ra những cái đề xuất để mà cho những cái sự thay thế, để tránh những cái rủi ro. Tức là người ta đánh giá và sau đó người ta đưa ra những cái sự thay thế, đề xuất ra những cái sự thay thế để mà tránh đi những cái rủi ro. Vậy bây giờ mình cùng đọc lại với cô nha. Đầu tiên mình có cái từ evaluate. Cả lớp đọc lớn lên nào. Evaluate có nghĩa là đánh giá. Evaluate, mình tách ra nha các em. Evaluate, đánh giá. Tiếp theo offer là đề xuất, ha. Offer, đề xuất. Chúng ta có hai danh từ đồng nghĩa với nhau mang nghĩa sự thay thế, đó chính là replacement. Replacement và substitution. Replacement, substitution, sự thay thế. Ha, đọc lại với cô nè. Replacement, substitution, sự thay thế. Tiếp theo chúng ta có từ tránh là avoid. Avoid, avoid. Rủi ro sẽ là risk, risk. Rồi, ok, giờ ôm lại tất cả những từ này nha. Doanh nhân nam chúng ta sẽ có là a businessman. A businessman. Trình bày là address. Address, mình nhớ nha, danh từ là địa chỉ, động từ là trình bày. Mình trình bày cái địa chỉ của mình, nhớ vậy đây. Address là trình bày. Demonstrate là chứng minh. Chứng minh là demonstrate. Một chiến lược quan trọng thì chúng ta có danh từ chiến lược là strategy. Strategy, cơ bản, quan trọng nè. Đầu tiên thì chúng ta có tính từ là primary, ha, primary. Thì mình ghép lại cái chiến lược quan trọng là a primary strategy. Ha, thu thập thông tin, chúng ta có động từ thu thập là gather bằng với từ collect. Nhà thông tin là information. Rồi qua bên cột thứ hai chúng ta sẽ có từ evaluate, có nghĩa là đánh giá. Evaluate, đề xuất, chúng ta sẽ có động từ offer. Offer. Hai danh từ đồng nghĩa với nhau mang nghĩa sự thay thế là replacement và substitution. Replacement, substitution. Avoid là tránh và risk có nghĩa là rủi ro. Rồi, giờ nha các em sẽ dành thời gian là cô cho mình thời gian 4 phút để các em cùng nhau xem lại những cái từ này nha. Học cho cô cái cách đọc, cách viết luôn. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái game nho nhỏ để mà mình lấy điểm cộng. Rồi 4 phút cho các em nha, cố gắng thuộc bài trên lớp luôn để về nhà mình ôn lại tí là mình nhớ.
Rồi, ok các em. 4 phút để kết thúc nha. Giờ chúng ta bắt đầu vào cái phần game. Giờ phổ biến trước nha. Game này sẽ là như thế này. Đó chính là đây có những cái từ mà chúng ta học nãy giờ này đúng không? Thì cô sẽ có những cái từ đó nhưng mà những cái ký tự trong cái chữ đó đã bị lấp, nó đã bị lẫn lộn trộn lại hết trơn rồi. Thì nhiệm vụ của em là phải tìm ra được cái từ đó và cho cô biết nghĩa của nó là gì. Ví dụ ở đây cô có cái từ là businessman đi, nhưng mà thứ tự của nó là M trước rồi chữ B sau, các kiểu cô trộn lại. Thì giờ mình phải nhìn ra cái từ đó là cái từ gì, comment cho cô cái từ tiếng Anh trước rồi sau đó hai chấm cho cô nghĩa tiếng Việt. Được chưa? Rồi cô sẽ cộng cho năm bạn đầu tiên ha. Giờ bắt đầu nè. Thử cái là viết liền. Ok, cho cô biết từ này là từ gì, nghĩa của nó là gì. Comment nha. Các bạn nào nhìn ra chưa ta? Cô sáo dữ lắm rồi đó. Rồi tất cả những bạn còn lại mình cũng comment cho cô hết luôn nha. Bạn mình comment trước chưa chắc đúng đâu. Giỏi vậy ta. Oh, very good. Lớp mình nhìn ra rất là nhanh luôn nè. Vậy cái từ này để mình... Rồi những bạn còn lại comment hết luôn nha. Rồi. Điểm cộng của mình thì mình nhớ cuối giờ mình báo lại với cô ha. Ok, giờ mình cùng nhau xem nè. Replacement, very good. Replacement có nghĩa là sự thay thế, đúng chưa? Để cô xem nha, năm bạn đầu tiên. Rồi cô đọc tên nha các em. Rồi để cô lướt lên. Rồi các bạn nhanh ghê luôn á. Rồi đầu tiên là My Trump, bạn đầu tiên chính xác. Thứ hai là bạn Anh. Thứ ba là Ân Kiều. Thứ tư là Ngọc Trân. Thứ năm là bạn Chí. Giờ câu hỏi thứ hai cho cô biết là từ đồng nghĩa với replacement là gì, năm bạn đầu tiên. Đồng nghĩa với replacement. Chính xác, very good. Chúng ta sẽ có từ là substitution, giỏi. Mai Trân là 1, Ngọc Trân là 2, Duy Khang là 3, Anh là 4 và bạn Chí là 5. Rồi từ tiếp theo nha. Đố các em từ gì? Ngắn ngắn thôi. Cho cô từ tiếng Anh trước rồi cung cấp cho cô nghĩa của nó luôn ha. Ôi lớp mình giỏi vậy ta. Các bạn nhìn ra hết rồi nè. Ok, rồi một mí nha. Primary, very good. Từ này có nhiều nghĩa nè. Đầu tiên nè, quan trọng nè. Đó, cơ bản nè, chủ yếu nè. Đó, những cái nghĩa của nó nhiều lắm nè. Rồi giờ cô tìm xem năm bạn đầu tiên là gì. Các em nhớ là mình comment chung lượt nha. Chứ mình comment tiếng Anh xong rồi mình xuống dưới mình cho cô tiếng Việt thì cô. Một số bạn comment chưa có nghĩa của nó nè. Cô đọc những bạn mà có tiếng Anh và cộng với cái nghĩa nha. Đầu tiên là Hồng Nhung nè. Thứ hai là bạn Ngọc Trân. Thứ ba là bạn On. Thứ tư Uyên. Và thứ năm là bạn Phương Linh. Rồi nhớ là comment một lượt nha em. Cái từ đó hai chấm và cái nghĩa của nó luôn. Hoặc là khỏi hai chấm cũng được, cho cô cái từ với cái nghĩa chung một cái comment ha. Tiếp tục nè. Nhìn ra chưa? Mình cùng nhau xem nha. Qua nghĩa là gì? Đầu tiên bạn đầu tiên bạn Thảo Phương. Thứ hai là Hoài Nam. Ba là Phương Linh. Thứ tư là Ngọc Trân. Và thứ năm là bạn Duy bị sai chính tả chưa được nha. Thứ năm là bạn Tuyết Anh. Rồi bạn tiếp theo gì đây các em? Nhìn ra chưa?
Very good, chính xác. Rồi giờ mình bật mí nha. Gather có nghĩa là thu thập, tập hợp đúng không? Rồi cô kiểm tra nha. Nhớ là phải đúng chính tả nha các em. Từ tiếng Anh là phải đúng chính tả nha. Gather, thu thập, tập hợp. Rồi bạn đầu tiên, Tường Vi. Thứ hai là bạn Ngọc Trân. Thứ ba là Hoài Nam. Thứ tư, anh. Và thứ năm là bạn Kim Hà. Tiếp theo bạn cho cô biết là đồng nghĩa với gather là gì? Năm bạn đầu tiên. Đồng nghĩa với gather. Chính xác, chúng ta sẽ có từ collect, đúng rồi ha. Duyên là 1, Đức Tuệ là 2, Mai Trâm là 3, Chí Dũng là 4 và Hoài Nam là 5. Rồi, tiếp theo này mình xem có từ gì. Ok, một cái từ khá là dài ha. Rồi 3 giây còn lại nha, cho những bạn còn lại mình comment luôn. Ok, bật mí nè. Demonstrate. Vậy demonstrate có nghĩa là gì? Là chứng minh. Rồi, năm bạn đầu tiên có đáp án chính xác nào? Xem. Demonstrate. À, bạn đầu tiên nha. Hoài Nam. Demonstrate, chứng minh, đúng rồi. Thứ hai là bạn Mai Trâm. Thứ ba là bạn Đạt Phúc. À, khoan khoan, Đạt Phúc. Bị sai chính tả Đạt Phúc ơi, chưa được nha. Bạn thứ ba là bạn Phương Dung. À, Phương Dung với lại bạn Thanh My cũng bị sai chính tả. Straight là T với chữ E cuối nha các em. Chưa được, chưa được. Rồi. Nói mình xem lại xem là bài của mình nó mình chép vô có đúng chính tả không. Lại nha, đầu tiên là Hoài Nam nè, thứ hai là bạn Trâm nè, Mai Trâm, thứ ba bạn Hồng Nhung, thứ tư là bạn Duyên và thứ năm là Nhật. Ok, tiếp theo chữ này là chữ gì mà nó có nhiều chữ S quá đây. Ta nhìn ra chưa? Chữ này hơi lâu một tí đúng không? Rồi, cô bật mí từ này nhé. Chúng ta sẽ có từ businessman. Chính xác có nghĩa là gì? Doanh nhân. À, businessman là doanh nhân. Rồi, cùng nhau xem. À, bạn đầu tiên là Kim Hà, chính xác. Thứ hai là bạn Chí, ba là bạn Thảo Phương, năm là Ngọc Trân và sáu là Tường Vi. Ok. À khoan khoan nha Vi. Chữ businessman thì cái chữ S có một chữ S thôi nha. Bạn thứ năm là bạn Chí Dũng. Nhớ là nó chỉ có một chữ S nghe cái chữ business này thôi. Còn chữ ness mới hai chữ S nha các em. Rồi, đó là những cái bạn nhận được điểm cộng trong buổi hôm nay nha. À, mọi người rất là tốt. À, cô thấy là tất cả các em đều không làm được. Rồi, giờ chúng ta vào cái buổi học hôm nay về từ về ngữ pháp. Ngữ pháp hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào pronouns. Pronoun mình gọi là đại từ. Vậy đại từ này cô nghĩ là chúng ta cũng biết rồi đó, nhưng mà bây giờ mình sẽ mở rộng thêm và mình ngoài cái việc ôn tập lại những thứ mình đã biết thì chúng ta sẽ mở rộng thêm để chúng ta xử lý những cái câu về đại từ trong TOEIC ha. Rồi, nói chung là TOEIC nó sẽ cao cấp hơn, nâng cao hơn rất là nhiều, cho nên là quan trọng là cái mà chúng ta mở rộng hôm nay này. Vậy thì ở đây nha, mình nhớ là cái cấu trúc mà cô đã nói với tất cả các em, đó là cấu trúc để tạo thành câu cơ bản là mình phải có chủ từ nè, có động từ rồi đến tân ngữ, đúng chưa? Vậy bây giờ mình gọi đại từ chủ ngữ đó chính là chủ từ nè. Vậy bây giờ chủ từ thì mình cho cô biết, ví dụ mình có tôi á thì chủ từ nó sẽ là I, được chưa? Vậy bạn thì chủ từ nó sẽ là gì đây? Bài học hôm nay thì tất cả các em đều xây dựng ha, để chúng ta nhớ luôn. Mọi người comment cho cô để mình nhớ bài nào. Vậy you, đúng không? Là bạn. Chính xác, đúng rồi. Vậy anh ấy thì chủ từ là gì đây các em? Anh ấy thì chủ từ chúng ta có là gì?
Chính xác, chúng ta sẽ có he. Rồi cô ấy thì là gì đây em? Cô ấy. She, very good. Chính xác, còn nó. Giờ mình muốn chỉ nó. Ok, nó sẽ là it. Vậy còn chúng ta. Vậy chủ từ chúng ta là gì đây? Chúng ta, chúng tôi á. Ok, chúng ta sẽ có từ we. Vậy còn họ thì chúng ta có từ gì em? Giỏi, đúng rồi, chúng ta sẽ có từ they. Vậy từ những cái từ nãy giờ các em comment, các em liệt kê ra, mình có là I, you, we, they, he, she, it. Thì những cái từ đó mình gọi là chủ từ trong câu. Và cái thứ nhất các em cần nhớ cho cô là chủ từ, cái vị trí của nó đứng sẽ là ở đâu em? Ở trước động từ. Tất cả những cái từ mà các em kể nãy giờ thì vị trí nó đứng toàn là đứng trước động từ thôi. Nhớ chưa? Vậy thứ hai chúng ta sẽ đến với tân ngữ. Vậy tân ngữ mình gọi là object này, ha. Vậy tân ngữ cái vị trí của nó là đứng sau động từ. Ví dụ mình nói là gì? Anh ấy yêu tôi thì mình không nói là he loves I mà mình phải nói là he loves me. Vậy tân ngữ tôi là me. Vậy tiếp tục cho cô là bạn là gì đây em? Tân ngữ của chữ bạn là gì? Bạn là gì? Yêu hay là do? Vậy bây giờ nha, mình nói là tôi yêu bạn thì mình tỏ tình với người ta làm sao? Tôi yêu bạn thì nói là I love gì? I love you hả? Vậy cái câu kinh điển luôn đó em. Ừ, đúng rồi, I love you. Chứ ai đâu tỏ tình mà nói I love you. Đúng không? I love you là tôi yêu gì của bạn? Yêu bạn thôi ha. Cho nên là I love you. Tân ngữ của từ bạn là you. Rồi, anh ấy là gì? Ví dụ tôi yêu anh ấy thì I love gì em? Ok, chính xác. I love him. Tôi yêu cô ấy thì I love gì? Tôi yêu cô ấy. I love her. Mấy bạn. I love her. Đúng rồi. Rồi tôi yêu họ. Tôi yêu họ. Tôi yêu họ. Đúng rồi, them có nghĩa là họ. Vậy chúng tôi là gì đây em? Chúng tôi thì tân ngữ của nó là gì? Us, các bạn, become an ú kìa. I love, love us, ha, us là chúng tôi. Rồi, ok. Vậy những cái từ mà các em kể ra nãy giờ thì nó là tân ngữ. Vậy các em nhớ cho cô một cái như thế này nha. Chủ từ thì vị trí của nó sẽ đứng trước động từ. Hiểu không? Chủ từ nè, vị trí của nó sẽ đứng trước động từ. Còn tân ngữ thì vị trí của nó là gì? Đứng sau động từ. Thì động từ là cái giữa đây nha. Rồi, tiếp theo. Giờ cô cho mình xem. Tiếp tục là chúng ta đến tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu thì các học bài danh từ các em đã biết rồi. Hoặc tính từ sở hữu thì tính từ nó sẽ đứng trước danh từ và chức năng của nó là nó sở hữu. Ví dụ cô nói là book là quyển sách. Thì ví dụ cô nói quyển sách thôi thì cô nói là this is a book. Nhưng mà bây giờ cô muốn dán cái sở hữu của cô lên quyển sách thì cô sẽ nói là this is my book. Vậy của tôi thì cô sẽ có từ my. Vậy của bạn thì cô có từ gì đây các em? Của bạn. Sách của bạn. Vậy của bạn mình có từ gì? Ok, mình có từ your. Vậy sách của anh ấy. Very good. Sách của cô ấy. Cô ấy là gì đây em? Đúng rồi. Tiếp theo sách của nó. Để cho cô biết nó là gì. Đúng rồi. Cái từ is có s nha. Nhưng mà không có dấu phẩy giữa cái từ it và chữ s đâu. Chính xác. Rồi sách của họ. Họ nha. Của họ. Their books. Sách của chúng tôi. Đúng rồi, chúng ta sẽ có our books. Về những cái từ nãy giờ các em kể ra là tính từ sở hữu. Và bây giờ nha, các em nhớ cho cô là tính từ sở hữu thì nó luôn luôn phải cần một cái danh từ sau nó. Hiểu không? Nó không bao giờ đứng một mình. Giờ cô show cho mình xem cái bảng nè. Mình chú ý cho cô ba cái trước nha. Thứ nhất là chủ từ là những cái các em kể ra. Thứ hai là tân ngữ nè. Đúng không? Và thứ ba là tính từ sở hữu. Của tôi là my, của anh ấy là his, của cô ấy là her, của nó là its, của chúng ta là our, của bạn là your.
và của họ là there. Vậy thì những cái tính từ sở hữu này thì mình lưu ý là nó luôn luôn phải kèm theo danh từ ngoài sau nó. Nha, những cái nãy giờ cô nhấn mạnh. Thứ nhất là chủ ngữ thì đứng đầu, đứng trước so với động từ. Tân ngữ đứng sau so với động từ. Tính từ sở hữu thì luôn luôn phải cộng cho danh từ ngoài sau đó. Đó là những cái mấu chốt mà các em làm bài đấy. Nhớ cho cô những cái này nha. Tính từ sở hữu không bao giờ đứng một mình nha em. Phải luôn luôn có danh từ ngoài sau nó. Rồi, nhớ cho cô ba cái này trước ha. Giờ tiếp theo là chúng ta đến cái đại từ sở hữu nè. Vậy đại từ sở hữu là cái gì? Mình nhìn cho cô như thế này. Giờ mình nhìn cho cô hai câu ví dụ này trước nha. Câu đầu tiên, my pen is red, your pen is blue. Viết của tôi thì màu đỏ, còn viết của bạn thì màu xanh. Vậy hai câu này là hai câu hoàn toàn đúng ngữ pháp, đúng chưa em? Nhưng mà trong văn nói và đặc biệt là văn viết, người ta sẽ tránh cái trường hợp lặp từ. Tức là cái chủ thể mà đã đề cập đến phía trước rồi thì phía sau người ta rất là ít khi lặp lại. Tại vì nó dư thừa và nó làm câu văn của mình nó không hay, nó bị lặp từ. Cho nên ở đây thay vì mình nói là your pen is blue thì em có thể nói là gì? My pen is red, yours is blue. Viết của tôi thì màu đỏ, còn cái của bạn thì màu xanh. Vậy khi mà mình nói là cái của bạn màu xanh thì mình ngầm hiểu là cái gì của bạn em? Là cái viết của bạn, đúng không? Tại vì sao? Tại vì phía trước mình đã đề cập đến cái viết rồi. Là viết của bạn màu đỏ, à, viết của tôi màu đỏ, còn của bạn thì màu xanh. Mình ngầm hiểu là của bạn, đó là cái viết của bạn nha. Thì cái từ yours này nè em, cô gọi nó là đại từ sở hữu. Vậy bây giờ nha, đại là gì? Đại là lớn, hiểu không? Cho nên cái đại từ sở hữu này nè, nó lớn quá cho nên nó bao gồm luôn cái tính từ sở hữu cộng với cái danh từ ngoài sau nó. Vì lẽ đó cho nên là gì? Cái đại từ sở hữu này nó đã bao gồm danh từ rồi, cho nên nó không có cần danh từ theo sau. Nhớ cho cô nha, hiểu không? Đại từ nó bao gồm tính từ sở hữu và danh từ. Cho nên khi mà chúng ta đã dùng cái đại từ sở hữu này rồi thì có nghĩa là gì? Bản thân nó đã bao gồm danh từ luôn. Cho nên ngoài sau nó có cần danh từ nữa không em? Không. Chỉ tính từ sở hữu thì sau mới cần danh từ. Your này là tính từ sở hữu nè. Còn đại từ sở hữu thì sau nó không cần danh từ. Rồi ghi chú cho cô nha. Đại từ sở hữu thì không cần danh từ theo sau. Đó, những cái mấu chốt để mình làm bài test cho em. Rồi, ok, ghi vào cho cô ha. Giờ chúng ta cùng xem những cái đại từ sở hữu nè. Rồi, ở đây á, của tôi thì mình sẽ dùng từ my. Thấy không? Ha, từ my này mình đổi qua my. Của anh ta thì vẫn giữ nguyên his. Của cô ấy thì cái từ her này mình thêm s vào. Của nó thì cũng có nha. Của chúng ta thì our này thêm s vào. Your thì nó thêm s vào là yours. Rồi, của họ là theirs. Vậy một cái rút ra đó chính là gì em? Những cái đại từ sở hữu thì hầu hết là nó gì? Có S ở ngoài sau nó. Tính từ em thêm S, tính từ sở hữu thêm S vào thì nó sẽ thành đại từ sở hữu thôi. Ngoại trừ cái từ my này thì nó đổi thành này. Và his thì có S rồi thì không cần thêm nữa. Được chưa? Còn những cái từ còn lại thì nó nè, đều thêm S vào ngoài sau thì nó tạo thành đại từ sở hữu. Nhớ ha? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với đại từ phản thân. Mà trước khi mà chúng ta đến với đại từ phản thân á, thì bây giờ cô tạo cho mình cái phản xạ ha. Phản xạ bằng cách là cô sẽ đặt một cái câu tiếng Việt mà các em nhiệm vụ là gì? Mình dịch lại thành câu tiếng Anh. Ngữ pháp là vậy, các em cần thực hành nhiều. Mình nói nhiều tự nhiên mà sử dụng ngữ pháp mình quen thôi nha. Tại vì trong cái văn viết và văn nói lúc nào nó cũng phải kèm theo ngữ pháp hết trơn. Cho nên cách để các em học ngữ pháp thay vì mình làm bài tập, đúng không? Mình làm bài tập là một phần mình củng cố ngữ pháp. Nhưng bên cạnh đó các em nên tập đặt câu với nó đi. Đó, khi mà mình thực hành nhiều, mình nói nhiều tự nhiên mình nhớ thôi. Rồi, giờ nha. Mình ôm lại những cái từ nãy giờ nè. Giờ cô sẽ cho một câu tiếng Việt và nhiệm vụ của em là mình dịch cái câu đó thành tiếng Anh để các em biết được là cái chỗ này mình cần dùng cái chủ ngữ hay là dùng tân ngữ hay là tính từ sở hữu là cái gì. Giờ nha. Đầu tiên cho cô một cái câu như thế này nha. Tôi yêu anh ấy. Rồi. Thì tiếng Anh mình sẽ nói như sao? Tôi yêu anh ấy. Tất cả mình comment cho cô. Very good. Tôi làm chủ ngữ là I, anh ta là him. Tiếp tục, anh ấy yêu con chó của tôi. Anh ấy yêu con chó của tôi. Anh ấy yêu con chó của tôi. Nhớ anh ấy là chủ từ số ít, đúng không? Cho nên
Khi mà động từ thì chúng ta cần có cái gì? Có as vào động từ nha. Anh ấy yêu con chó của tôi. Em cứ xem chủ từ anh ấy là gì, nhìn vào cái bảng này đúng không? Động từ yêu là love rồi, con chó của tôi thì của tôi là dùng chữ gì? Vậy đáp án chính xác của mình là he loves my dog, được chưa? Tiếp tục, con chó của tôi yêu cô ấy. Con chó của tôi yêu cô ấy. Sao đây? Một số bạn cô chưa thấy comment nè, tất cả mình comment luôn nha, mình mới mới mình nhớ bài được. Chúng ta sẽ có là my dog loves her, chính xác, con chó của cô ấy yêu tôi, con chó của tôi yêu cô ấy. Rồi tiếp tục, cô ấy yêu tôi, nói sao cô ấy yêu tôi? Cô ấy yêu tôi. Đúng rồi, cô ấy yêu tôi thì chúng ta sẽ có là she loves me. Vậy tôi yêu bản thân tôi luôn. Cho cô câu này, tôi yêu tôi ha. Là tôi yêu bản thân mình á. Thì mình sẽ có câu như thế nào? Tôi yêu tôi. Chắc mình cũng yêu bản thân mình luôn á. Ok, ở đây Kim có thấy là một cái điều rất là đặc biệt, đó chính là sao? Cái công thức của chúng ta sẽ là chủ từ là I, động từ là love, đúng không? Và tân ngữ tôi sẽ là gì? Là me. Vậy tại sao mình không nói câu là I love me, mặc dù theo cái cấu trúc nè, tôi nè, đúng không? Love là động từ nè, và tân ngữ tôi là me. Tại sao mình không bao giờ mình nói câu là I love me? Tôi yêu tôi là I love me. Nhưng mà sẽ không ai nói câu đó. Các em tự biết là mình chuyển thành là gì? I love myself. Vậy đây là một chức năng của đại từ phản thân. Và cái myself này nó là đại từ phản thân đấy em. Vậy mình nhìn cùng nhìn cho cô cái cột đại từ phản thân nha. Tôi đó chính là myself. Anh ta thì mình chuyển thành himself. Cô ấy là herself. Nó là itself. Đó, tiếp theo. We là chúng ta đúng không? Vậy chúng ta thì mình chuyển thành đại từ phản thân là ourselves. Mà cái từ self này nó thay đổi tại vì đây là số nhiều. Đúng không? We là số nhiều cho nên self này nó cũng nhiều theo. Còn trên đây số ít thì self. À, còn đây selves. Nhá. Rồi, cái từ you này nè. Trong tiếng Anh you là mình xưng hô là bạn, đúng không? Tại vì sao you nó ra hai chữ đây? Tại vì cái bản thân của từ you này nó có thể là số ít hoặc cũng có thể là số nhiều. Ví dụ cô nói chuyện cô với một mình em đi thì cô xưng em là gì? Là you, đúng không? Em là you. Bây giờ cô nói với tất cả các em đi, cô cũng xưng tụi em là you luôn. Cho nên trong tiếng Anh cái từ you này có thể là ít cũng có thể là nhiều. Vì thế nếu mà ít thì mình chuyển thành là yourself. Còn nhiều là yourselves. Nha, cho nên có hai cách chuyển. Số ít thì dài, số nhiều thì vậy. Còn ở dưới là họ thì là trong sau số nhiều thôi. Rồi, đây là cái đại từ phản thân. Cái quan trọng là ở đây chúng ta mở rộng ra nè. Vậy khi nào chúng ta cần sử dụng đại từ phản thân đây? Đó, nó sẽ có 3 trường hợp chúng ta cần phải sử dụng đại từ phản thân. Và 3 trường hợp này đi thi bảo đảm có nha. Nha, có một test mà nó ra rất là nhiều câu cái loại đại từ phản thân như thế này. Rồi, giờ nhìn cho cô nha. Đại từ phản thân. Ở đây là ba trường hợp chúng ta dùng đại từ phản thân. Giờ hiểu trước đi nha, khoan hãy ghi. Cô sẽ cho mình thời gian ghi. Giờ tất cả tập trung để hiểu trước nè. Vậy đại từ phản thân nó sẽ sử dụng trong một trong ba trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất, nó sẽ là tân ngữ khi chủ từ và tân ngữ là một. Thì cái này là như thế nào? Giờ cô giải thích cho mình. Như cô nói nãy, mình có một cái câu là gì? Tôi yêu bản thân tôi thì thay vì mình nói là I love me, đúng không? Nhưng mà tại sao mình câu này? Tại vì câu này nó vi phạm một nguyên tắc, đó là khi mà chủ từ trong câu ấy nha, chủ từ và tân ngữ nó đều chỉ một đối tượng, thì trong trường hợp này có phải là I và me đều chỉ một đối tượng đúng không? Cho nên khi này chúng ta không sử dụng tân ngữ, mà tân ngữ này nó phải đổi thành đại từ phản thân. Vì thế chỗ này mình phải nói là I love myself, chứ mình không nói I love me. Vậy nhớ cho cô nha, trường hợp đầu tiên đại từ phản thân nó sẽ đóng vai trò là tân ngữ khi chủ từ và tân ngữ là một, tức là chủ từ nè là I nè và tân ngữ nè nó là một, đều chỉ một đối tượng hết. Thì khi này tân ngữ em phải đổi thành đại từ phản thân. Cho tương tự như thế, ví dụ mình nói là anh ta yêu bản thân anh ta, thay vì mình nói cái câu là gì, he yêu anh ta đi, yêu bản thân anh ta, thì mình nói he loves him. Nhưng mà trong trường hợp này he với him đều chỉ ai? Đều chỉ anh ta. Cho nên him này mình sẽ không dùng, mà mình phải chuyển thành he loves himself. Được chưa?
Rồi. Ghi cho cô nha. Tiếp tục số 2 là sau cái từ by. By này á, nó là một cái dấu hiệu. Chúng ta gặp thì chúng ta biết là by này là sau nó phải đạt đại từ phản thân liền. Nha, và ghi by sau đó sẽ bằng với own, sẽ bằng cái từ alone, có nghĩa là một mình. Cho cô by là mình cần đại từ phản thân nha. By myself. Đó là một mình. Nó sẽ bằng cái từ on my own và nó bằng cái từ alone. Ghi vào. Rồi, và trường hợp thứ ba đó chính là trạng từ ha. Cái đại từ phản thân nó sẽ đóng vai trò là trạng từ, và trong trường hợp này thì nó sẽ bổ sung và nó nhấn mạnh cho cái động từ hoặc cho hành động đó. Ví dụ cô có một cái câu là gì, ví dụ ai hỏi mấy bạn vào lớp thì bạn thấy là ô cái chậu hoa này ai cắm đẹp quá, thì cô sẽ nói là gì? I did it, tức là cô cắm, cô làm đó. Chậu hoa này ai làm đẹp quá vậy, thì cô trả lời là I did it, có nghĩa là cô làm. Thì câu này là câu hoàn toàn đúng, đúng không? I did it. Nhưng mà mọi người không có tin. Mọi người nói là ồ sao cô cắm được vậy? Thì cô phải nhấn mạnh là cô, chính cô làm đó chứ không có ai làm hết trơn. Thì cô sẽ nhấn mạnh là I, myself, did it. Vậy các em có thể nhìn thấy cho cô như thế này nhá. Ở đây nè, chúng ta có chủ từ là I, đúng không? Động từ là did nè. It là tân ngữ. Vậy câu này theo cấu trúc rồi, đúng không? Vậy thì có cái cấu trúc này, có một cái thành phần nó đứng trước động từ và nó bổ sung cho động từ. Chúng ta đã học rồi những cái loại từ đó. Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Thì có một loại từ nó đứng trước động từ mà nó bổ sung nghĩa cho động từ, thì có nghĩa là gì? Đó là trạng từ. Nha. Vậy trong trường hợp này là đại từ phản thân nó đóng vai trò là trạng từ. Đó, nó như là một trạng từ luôn nè. Nó bổ sung nghĩa cho động từ. Đó, chính bản thân cô làm, không ai làm hết trơn. Nha. Rồi, vậy đây là cái ba trường hợp chúng ta sử dụng đại từ phản thân. Một là chủ từ, hoặc khi chủ từ và tân ngữ là một thì khi đó tân ngữ thay bằng đại từ phản thân. Thứ hai là sau by thì dùng cho cô đại từ phản thân. Và thứ ba thì đại từ phản thân nó đóng vai trò là trạng từ. Nha. Rồi. Ghi vào ba cái trường hợp này nha. Rồi, ok mọi người ha, mình ghi vào cho cô ba trường hợp này. Thì đây là những cái trường hợp mà chúng ta dùng đại từ phản thân, chứ không phải là muốn dùng là dùng nha. Đó, nó có ba trường hợp này, dính một trong ba trường hợp thì chúng ta sẽ dùng đại từ phản thân. Ok, phần này ok rồi các em ha. Có phần nào chưa rõ thì cứ comment hoặc là bật mic lên hỏi cô ha. Rồi, giờ mình làm tiếp tục là đây. Đại từ phản thân này, của ví dụ là nó đóng vai trò là trạng từ này, thì nó có thể ở một trong những vị trí sau đây. Đó, mình có thể ghi vào. Tại vì á, mình nói là trạng từ ha, nó có thể bổ sung nghĩa cho động từ. Thì đây là những cái vị trí mà đại từ phản thân nó có thể đứng để nó thay thế cho trạng từ. Thứ nhất là trước động từ thường nè. Thứ hai là sau động từ. Đây, thấy chưa? Thì trong những cái trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng đại từ phản thân ha. Đó, có hai cấu trúc để các em nhìn vào, các em nhận diện á. Rồi, ok. Giờ chúng ta làm một số những cái practice nhé. Practice này thì các em nhìn vào cho cô nè. Trong hai câu sau đây, A với B, mình chọn câu nào là đúng. Cô Jenny thì yêu bản thân cô ấy. Rồi tất cả mình comment cho cô ha. Câu nào đúng đây? Cô Jenny thì rất là yêu bản thân cô ấy.
Rồi tất cả mình đồng loạt nhá, 100% mình comment cho cô đáp án chính xác nào. Ok. Ở đây các em chọn câu B chính xác. Tại vì trong trường hợp này là cái cô Jenny, nếu mà mình chọn câu A thì nó trùng nhau rồi, đúng không? Chủ từ với tân từ nó trùng nhau nè. Cho nên mình phải sử dụng đại từ phản thân để mình thay thế. Tiếp theo. Rồi, mình comment cho cô là A, B, C hay D sẽ điền vào ô trống này được đây. Em cứ xét cái vị trí của nó ha. Rồi đã có 19 bạn có đáp án, 20 bạn. Mấy bạn còn lại đâu rồi? 3 giây nữa nha, tất cả cho cô đáp án hết. Ok, các em chọn câu D. Rồi mình cùng nhau xem nha. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy là smart student là gì em? Là danh từ. Có một loại từ đứng trước danh từ này bổ nghĩa cho danh từ, đó chính là gì? Tính từ sở hữu, cho nên mình sẽ chọn là my, câu D chính xác. Những học sinh thông minh của tôi thì đang học tập tại trường. My smart students are learning at school. Tiếp theo. Rồi, câu số 1, comment cho cô một gì nha. Một gì? Give là động từ. Vậy sau động từ chúng ta cần loại từ gì? Đó, nhớ bài nè. Trước động từ là chủ từ, đúng không? Vậy sau động từ là gì? Rồi mình nhìn vào đáp án mình chọn cho cô. Những bạn cuối cùng, 3 giây nữa nha. Còn 5 bạn cuối cùng nè. Câu 1. Các em chọn câu B. Vậy thì ở đây mình sẽ nhìn là give là động từ. Vậy sau động từ mình cần một cái tân ngữ, đúng không? Tân ngữ thì mình nhìn vào bốn đáp án đi. Tân ngữ là gì? Là câu B. Hãy cho tôi một vài lời khuyên. Đó, give me some advice. Tiếp theo, câu số 2. Comment cho cô hai gì nha. Một số câu thì các em không cần phải dịch nghĩa nha. Mình biết được cái loại từ là mình chọn liền thôi. Rồi 3 giây còn lại, các bạn còn lại cố lên nào. Comment hết cho cô luôn ha. Câu số 2, các em chọn câu A. Rồi bây giờ mình xem nha, should submit là gì em? Là động từ. Vậy trước động từ thì mình cần gì? Cần chủ từ. Nhìn cho cô đi, chủ từ là đâu? Là câu A. Đúng rồi. Còn cái này là tân ngữ rồi. Your thì nó phải, your thì đây là tính từ sở hữu thì sau nó phải có danh từ, mà sau là động từ rồi. My là đại từ sở hữu thì không được nha, cho nên chỗ này mình chọn câu A, chính xác. Tiếp theo, số 3. Cái này nó hơi dài, nhưng mà em đừng có lúng túng. Mình chỉ cần phân tích thôi, không dịch nghĩa cũng được. Phân tích cho cô trước ô trống là cái gì, sau ô trống là cái gì, rồi mình chọn thôi. Một số những câu dài á, nó làm cho mình kiểu như là bị lung lay ý chí thôi, nhưng không sao. Cứ làm từ từ, tìm vị trí cho cô rồi mình chọn. Có nhiều đáp án quá ha. Rồi các bạn còn lại cho cô biết đáp án gì luôn nào. Ba, có bạn chọn A, có bạn B, có bạn D. Ok, giờ phân tích nha. Team of accountant là một cụm danh từ, đúng không? Team là đội ngũ nè. Hai cái danh từ nó nói với nhau bằng từ of, thì đây là một cụm danh từ nè. Xem nó là danh từ. Vậy đầu tiên nha, chúng ta nhìn cho cô nè. Ở đây á, mình lại từ từ nha. Câu đi trước nè. Câu đi. Him thì đây là một tân ngữ, đúng không? Mà mình đã nói rồi, tân ngữ thì vị trí của nó phải là sao em? Nó đứng sau động từ. Cho nên á, trước him nó phải có một cái động từ. Tại vì tân ngữ vị trí nó phải đứng sau động từ này. Vậy trước cái từ ô trống này nó có động từ không? Không, từ to này nó đâu phải là động từ. Đúng chưa? Cho nên câu đi lại được chưa? Lại được. Câu B, it này nó cũng đóng vai trò là tân ngữ nữa nè. Đó, cho nên là sao? Mình lại luôn. Nhá. Còn câu C, cái từ he này nó đóng vai trò là gì? Là chủ từ. Vậy chủ từ thì nó phải đứng trước động từ, đúng chưa? Em nhìn nè, sau trống nó phải động từ không? Không, sau trống là danh từ rồi. Cho nên chỗ này mình lại được câu C luôn chưa? Được rồi, cho nên đáp án còn lại là câu A. Vậy team of accountant là danh từ, cho nên đứng trước danh từ thì mình cần tính từ. Đó.
Mình cứ lại trừ từ từ, ví dụ câu be với câu đi nó là trong vị trí là gì, là tân ngữ đúng không, đã là tân ngữ rồi thì nó phải gì, trước nó phải là động từ, nhưng mà trước này đâu phải động từ đâu, cho nên loại. Còn nếu mà câu si là hi là chủ từ thì sau chủ từ phải có động từ, nhưng mà sau ô trống cái này là danh từ rồi, cho nên loại luôn nha. Vì thế từ đây mình rút ra là trong một số những cái câu nó dài thì kệ nó, một số những cái đề nó làm cho mình cảm thấy hoang mang bối rối bằng cách là nó cho một câu thiệt là dài có những cái từ vựng lạ, nhưng mà đối với những cái câu này thì không cần dịch cho nên cũng không có lo lắm. Rồi tiếp theo câu dài này là từ đề đó nha. Và câu này cô gợi ý nha, em chỉ cần phân tích cái vế sau đáp thôi, sau đáp là một mệnh đề, cái vế trước này không cần để ý đâu, cứ để ý vế sau thôi. Sau tác là một mệnh đề, mệnh đề có nghĩa là có chủ từ, có động từ, có tân và câu rồi 3 giây còn lại nha, các bạn còn lại tất cả mình không nên cho cô nào. Các bạn chọn B, các bạn chọn D, đúng không? Rồi, giờ cùng nhau kiểm tra nha. Vậy thì ở đây mình nói là cái chính sách của công ty nói rằng, thì kệ nó đi, mình không cần dịch. Mình chỉ cần biết sau cái từ task này là một mệnh đề. Vậy mệnh đề thì sẽ theo cấu trúc này, đúng không? Vậy chủ từ có chưa em? The director là giám đốc, có chủ từ rồi. Có động từ chưa? Must abstain là động từ. Vậy cấu trúc này đầy đủ nè, có chủ từ, có động từ rồi. Vậy có một cái ô trống nó đứng trước động từ. Thì mình nhớ cho cô là đứng trước động từ mà bổ nghĩa cho động từ thì là loại từ gì? Là trạng từ, đúng chưa? Vậy trong bốn cái đáp án này thì cái loại nào nó có thể đóng vai trò là trạng từ thì chỉ có một cái duy nhất là gì, là đại từ phản thân, đúng không? Nãy mình ghi đó, đại từ phản thân có thể đóng vai trò là trạng từ để bổ nghĩa cho động từ, thì nó bổ nghĩa nó đứng trước nè, cho nên chỗ này mình chọn câu B nha. Còn nếu em chọn câu D thì his này sau nó phải là một danh từ chứ, và cái này must là động từ rồi, đâu được đâu nha. Rồi ok, tiếp theo số 5. Ba mươi giây cho các em nha. Rồi 5 giây còn lại, các bạn cuối cùng, những bạn còn lại mình comment cho cô nè. Câu này có bạn chọn C, mình có rất nhiều bạn chọn C ha, có D có C mà C rất là nhiều. Vậy bây giờ mình cùng nhau xem nè. Vậy ở đây mình thấy là gì? Trước dấu phẩy kệ nó đi nha. On patron. Cái từ patron này các em ghi chú vào nha. Từ này gặp hoài. Trong test nào cũng có từ này hết trơn. Nha. Patron có nghĩa là khách hàng. Từ này là bảo đảm test nào nó cũng có hết trơn. Trong cái phần reading các em, patron mình ghi nha là khách hàng. Nó bằng cái từ customer. Nha. Patron là khách hàng. Vậy đây mình nói là tất cả khách hàng là chủ từ rồi. Đúng không? Should have là động từ. Body past percentage là tân ngữ nè. Vậy đây, đây là một danh từ. Đúng chưa? Phải trước danh từ chúng ta cần gì bổ nghĩa cho danh từ? Cần tính từ sở hữu. Cho nên chỗ này tính từ sở hữu thì chọn gì em? Chọn câu câu C. Ha. Thì mình nói là tất cả những khách hàng thì nên có cái phần trăm á, đo lường cái lượng mỡ trong cơ thể của họ. Tức là nên đo lường cái lượng mỡ trong cơ thể của họ trước khi mà họ có một cái chế độ tập luyện. Cho nên chỗ này là body past percentage là một danh từ. Cho nên trước danh từ cần tính từ sở hữu. Vì thế mình chọn đáp án C. Các bạn chính xác nhiều đó. Ok. Rồi tiếp theo, giờ làm cho cùng một số câu này nha. Câu số 1 mình comment cho cô là một chọn đáp án gì? Một gì? Một gì? 3 giây cuối cùng. Ba bạn còn lại mình cho cô đáp án luôn nào. Câu 1 các em chọn mi. Vậy câu 1 mình thấy là give là động từ. Vậy sao động từ cần tân ngữ đúng không? Vậy tân ngữ ở đây là chữ gì? Là chữ mi, chính xác. Câu số 2. Ok, câu số 2 ở đây các em thấy là should submit là động từ. Đúng chưa? Vậy trước động từ chúng ta cần gì? Cần chủ từ. Vậy chủ từ là you. Very good. Câu số 3.
Câu số 3, em có thể thấy ở đây cái từ contact là một động từ, đúng không? Bạn có thường xuyên contact là liên lạc. Đó, vậy đây là động từ. Vì sao động từ mình cần một gì? Một tân ngữ. Về tân ngữ trong trường hợp này là him. Very good. Number 4. Number 4. Câu số 4 mình nhìn cẩn thận nha. Câu số 4 em đọc cẩn thận nè. Rồi tất cả cho cô đáp án hết đi. Cô phân tích cho mình xem. Có một số bạn you, có một số bạn là yours. Vậy, những cái câu cô chỉ mình nha, những cái câu mà em thấy là có hai vế và có dấu phẩy thì mình cẩn thận tí. Ở đây này nha, mình dịch nè. Identity card là cái thẻ chứng minh nhân dân. His is my identity card. Đây là thẻ chứng minh nhân dân của tôi. Và bây giờ tôi cần xem bạn là xem cái của bạn. Hay là xem gì? Giống như là hai đứa rủ nhau đi chụp hình chứng minh nhân dân đi. Xong rồi mình nhìn mặt nhau á. Rồi xong, đây chứng minh nhân dân tôi nè, xem đi. Xem xong rồi, bây giờ tôi cần xem cái của bạn. Đúng không? Vì cái của bạn này là cái gì của bạn? Là cái chứng minh nhân dân của bạn. Cho nên chỗ này mình sẽ dùng là từ yours. Chứ mình không nói là tôi cần thấy bạn ha, mà tôi cần xem cái chứng minh nhân dân của bạn. Được chưa? Vậy thì những cái câu mà có hai vế thì các em lưu ý. Tại vì những cái đại từ sở hữu nè, nó thay thế cho danh từ phía trước. Cho nên thường những cái câu mà có đại từ sở hữu thì nó có hai vế. Đó. Rồi tiếp tục. Number 5. Number 5. Chính xác. Number 5 này chúng ta sẽ chọn hour tại vì đây là một gì? New software program, một danh từ. Vì trước danh từ cần tính từ sở hữu nha. Yeah. And number 6. Very good. Câu số 6 này thì em thấy là in là một giới từ. Được chưa? Vì sau giới từ mình cần một cái danh từ. Về đây, proposal là danh từ. Vì trước danh từ cần tính từ sở hữu. Cho nên mình sẽ chọn là your. Rồi. Mọi người làm rất là tốt ha. Vậy thì rồi các em xem lại cho cô nha. Nãy giờ mình còn cái câu nào mình thắc mắc không? Rồi về cái bài lý thuyết và lẫn bài tập luôn. Cô cho mình một phút nha để xem lại. Xem có thắc mắc gì không thì mình cứ nói ha. Một phút cho các em. Tất cả những cái đại từ hôm nay ha, đó có chủ từ nè, có tân ngữ nè, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu, đại từ phản thân. Rồi nếu mà mình không có thắc mắc gì thì bây giờ ha, cô cho mình làm một số những cái câu áp dụng tiếp theo này. Đây là những cái câu trích từ đề ha. Rồi. Để cô tìm một số câu nha. Ok, giờ mình làm cho cô câu này. Câu số 7. Rồi tất cả mình nhìn câu số 7 nha, mình chọn cho cô cái gì đây? Comment cho cái số luôn nha, 7 gì? Ba giây còn lại, những bạn còn lại comment cho cô luôn nha. Câu 7. A, B, C hay D thôi các em, không cần ghi ra chữ được. Cô thấy mình chọn câu B, đúng không? Vậy ở đây mình dịch nha. Thanks trong trường hợp này nó là danh từ. Đồng nghiệp của tôi và tôi thì muốn bày tỏ cái sự cảm ơn của chúng tôi đến với bạn. Cho nên chỗ này của chúng tôi, tại vì ở đây chủ từ của mình là đồng nghiệp của tôi và tôi nè. Cho nên ở đây mình sẽ sử dụng là our. Rồi, tiếp theo câu số 8. Nhìn cho cô câu số 8 mình chọn gì? Goods ở đây có nghĩa là hàng hóa nha em. Sản phẩm hàng hóa. Danh từ thì goods có nghĩa là sản phẩm hàng hóa. Em comment cho cô 8 gì nha. Comment cho cô cái số luôn. Nếu mà những cái hàng hóa này nó không có meet
Meet ở đây mình gọi là đáp ứng nha. Satisfaction học rồi, đúng chưa? Sự hài lòng. Rồi, về đây mình dịch là nếu mà những cái hàng hóa này nó không đáp ứng được cái sự hài lòng của bạn thì bạn có thể return, là bạn trả. Trả gì? Trả chúng về trong vòng 30 ngày. Đó, vậy thì chúng ở đây là những cái hàng hóa này, cho nên mình sẽ chọn là them, chọn câu B. Đúng rồi. Câu số 9. Câu 9 để chọn được thì em thấy là bốn đáp án đều là đại từ phản thân. Để chọn được để biết được là John này nó là con trai, đúng chưa? Bạn trai thì mình sẽ là gì? John made this pizza himself. Có nghĩa là John này nó tự làm cái bánh pizza này một mình nó tự làm, cho nên mình chọn câu C. Chính xác. Câu số 10. Pupil ở đây có nghĩa là học sinh đấy nha em. Mấy cái đứa học sinh nhỏ nhỏ thì mình gọi nó là pupil. Rồi những bạn còn lại comment hết luôn cho cô nha. Cô đợi mấy em á. 3 giây nữa nha. Câu 10. Các bạn chọn câu D. Vậy câu này mình nói như thế nào đây? Những học sinh và giáo viên của chúng á, thì painted. Paint có nghĩa là sơn. Cái lớp học này chính họ tự sơn cái lớp học. Cho nên ở đây mình sẽ chọn là themselves. Chính xác. Câu 11. Câu 11. Brings ở đây mấy em biết có nghĩa là gì không? Các em comment cho cô đi. Brings có nghĩa là gì em? Brings. Ừ đúng rồi. Hoàng tử. Hoàng tử giới tính là gì? Là con trai. Đúng chưa? Hoàng tử đó. Ôi hoàng tử đó. À, đó tự nhiên biết hoàng tử mà cho người ta là con gái là sao mấy đứa? Hoàng tử hay tha thứ đó. Rồi vậy bây giờ nha, prince là hoàng tử, tức là mình nói là hoàng tử went to look for the princess, tự đi tìm kiếm công chúa cho mình. Vậy đây là ông hoàng tử này là con trai này, cho nên mình sẽ chọn là himself nha. Hoàng tử chính anh ta, tự anh ta đã tìm kiếm công chúa đó, chứ không cần ai tìm cho anh này, tự đi tìm công chúa luôn, cho nên mình chọn câu ai. Rồi giờ ha, bây giờ tiếp tục là câu để cô chỉ cái câu, để cô tìm câu khó khó cô chỉ coi nè. Câu 15 đi các em. Đó, nhìn câu 15 nha. Câu 15. Thực ra là cái vế trước dấu phẩy không cần để ý đâu. Em nhìn cái vế sau dấu phẩy thôi. Câu 15. Mình nhìn ô trống. Trước ô trống là gì? Sau ô trống là gì? Đó, nhìn kỹ cho cô nha. Trước ô trống là gì? Sau ô trống là gì? Bạn nào muốn thay đổi đáp án thì mình cứ comment. Giờ mình lại từ từ trước nha. Ở đây mình có cái từ his. Vậy his là gì em? Nó là tính từ sở hữu. Vậy sau tính từ sở hữu thì mình cần có một danh từ. Để em nhìn sau nó có phải danh từ không? Không. Will attend là động từ, sẽ tham gia. Đúng không? Mình học rồi cái từ attend là sẽ tham gia. Và chưa học đúng không? Attend chưa học. Vậy cái này là động từ rồi, cho nên mình đâu chọn câu C được đâu. Đúng không? Rồi giờ mình nhìn cho cô nè, phân tích như thế này. Mình có một cái cụm là the mayor, thị trưởng. Đây là chủ từ, đúng không? Will attend là động từ. The party là tân ngữ. Vậy em thấy là câu này đầy đủ rồi, đúng không? Có chủ từ nè, rồi có động từ nè, có tân ngữ nè. Vậy nó cho mình một cái ô trống trước động từ. Thì cô nói rồi, có bốn, có một cái ô trống trước động từ mà nó bổ nghĩa cho động từ, thì ô trống này đóng vị trí là gì? Là trạng từ. Vậy trong bốn đáp án thì cái từ nào có thể đóng vai trò là trạng từ em? Chỉ có thể là đại từ phản thân thôi. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ chọn câu D. Đó, các em hiểu chưa? Không, mình cứ gặp cấu trúc này hoài là chủ từ cộng động từ cộng tân ngữ, nó đục một cái ô trống trước động từ, thì chỗ này nó phải là trạng từ. Và trong bốn đáp án thì trạng từ là đại từ phản thân. Nhớ cái này cho cô nha, nó cho hoài chỗ này luôn. Câu 16 nè. Ừ.
Rồi. Giờ mình nhớ cho cô ha, cái câu 16 này. Bây giờ mình thấy là câu be, câu see, câu đi nó đều bắt đầu bằng từ by. Mà như cô đã nói rồi, có by thì sau by phải là gì? Phải là đại từ phản thân. Chứ không có ai nói by alone hết trơn. Không có là by mà đại từ sở hữu hay là by mà cái tân ngữ này được. By nó phải là đại từ phản thân. À, cho nên chỗ này nó là gì? Không có khả năng cho cô Stephanie để hoàn thành cái báo cáo, cái số liệu này một mình đâu. À, cho nên chỗ này mình sẽ chọn là alone, chứ mình không có by. Hoặc by nó không cộng những cái từ này được. Nên chỗ này chọn câu A. Rồi, giờ tiếp theo nha, để cô tìm coi còn cái nào nữa không. Ok, câu 23. Em nhìn cho cô câu 23. Câu số 23. Trước chữ phẩy không cần đọc nha. Đó, mình nhìn cho cô trước ô trống, sau ô trống thôi. Câu này làm được có nghĩa là hiểu bài nè. Rồi, có bạn nào chưa comment không? 3 giây nữa nha các em. Rồi, vậy bây giờ nha. Bây giờ mình nhìn cho cô sau dấu phẩy nè. Dr. Herbert Ward. Vậy cái ông bác sĩ này, ông đã chứng minh ông ta là một người leader, là dẫn đầu trong cái lĩnh vực này. Vậy cái cấu trúc của mình là chủ từ nè, cộng cho động từ nè, cộng cho tân ngữ, đúng chưa? Vậy thì mình có chủ từ chưa? Có rồi, là ông bác sĩ doctor này. À, có động từ chưa? Has proven là động từ. Vậy tiếp theo là chúng ta cần tân ngữ, đúng không? Vậy em nhìn vào bốn đáp án đi. Tân ngữ là câu gì? Là câu đi, là him. Nhưng nếu mà mình chọn tân ngữ là him thì có phải là chủ từ với tân ngữ là đều chỉ cùng một đối tượng, đúng không? Cho nên nó thuộc cái gì? Nó vi phạm cái nguyên tắc đầu tiên. Giống như cô nói là không bao giờ mình nói là I love me hết trơn á, mà mình phải nói là I love myself. Thì chỗ này cũng vậy. Tại vì nếu em chọn him thì ông này với him là chủ từ với tân ngữ là chỉ cùng một đối tượng rồi. Cho nên chỗ này tân ngữ mình phải thay bằng gì? Thay bằng đại từ phản thân. Cho nên chỗ này mình sẽ chọn đáp án là câu C. Đó, nhớ nha, đừng có bị người ta lừa. Cái dạng này trong đề thi chắc chắn sẽ ra. Và ra nhiều là một chuyện khác nữa nha, cho nên cố gắng nhớ cái này cho cô nè. Được chưa? Rồi, giờ tìm thêm mấy câu mà 77 nữa nha. Rồi, câu 25 đi em. Câu 25. Năm giây nữa nha. Một số bạn cô thấy mình chưa có đáp án đó. Nhìn kỹ cho cô rồi mình chọn đáp án luôn nè. Câu 25. Cô thấy là mình chọn câu câu B khá là nhiều đúng không? Vậy bây giờ mình cùng nhau xem nè. Ở đây ha, mình nói là gì? Nếu mà mình chọn câu A là there đi. There nó là tính từ sở hữu, cho nên sau there mình phải cần có một danh từ. Mà em nhìn nè, ô trống này nó kết thúc câu, sau nó đâu có danh từ gì đâu, đúng chưa? Cho nên mình loại. Rồi, they đây nó đóng vai trò là chủ từ, vậy sau chủ từ nó phải có một cái phải động từ, đúng không? Chủ từ đâu giờ đứng cuối câu đâu, mà này cuối câu là sau nó có động từ gì đâu, cho nên loại luôn. Còn câu gì? There này nè, nó là gì em? Nó là đại từ sở hữu. Thì thường trong câu có đại từ sở hữu thì nó phải có dấu phẩy, nó có hai vế, tại vì mình đề cập với phía trước và phía sau mình thay thế thì mình mới dùng đại từ sở hữu. Ở này mình nhìn câu có một vế một mà, cho nên mình loại luôn. Vậy thì đáp án của mình sẽ là câu B. Ở đây mình dịch là gì? Những cái customer là khách hàng nè, tại cái nhà hàng Blaze này thì có thể sử dụng dịch vụ đổ xe, hoặc là họ tự đổ xe luôn. Park the vehicle themselves, tức là bản thân họ tự đổ xe, hoặc là họ sử dụng cái dịch vụ nhờ người đổ giùm, hoặc là họ tự đổ xe. Cho nên chỗ này mình chọn câu B. Được chưa? Rồi câu cuối cùng nha, câu 26. 100% comment chính xác lúc nào. Câu cuối cùng 26. Mình nhìn sau đáp thôi nha. Sau đáp là một mệnh đề, nhớ cho cô, cứ lặp lại hoài đã. Sau đáp là một mệnh đề, và mệnh đề thì nó theo cấu trúc gì? Chủ động tân. Rồi,
Đã có 21 bạn, 22, 23 bạn có đáp án. Ba bạn còn lại nào? Câu 26 để cô xem nè. À, các em chọn cô câu C đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ nói nè. Sau đáp là cần một mệnh đề. Vì mệnh đề phải bắt đầu bằng chủ từ. Thì nhìn vào bốn đáp án đi. Chủ từ là câu gì? Câu C. Cho nên chỗ này mình sẽ chọn they. Very good. Rồi, chính xác rồi ha. Ok. Bạn hôm nay có gì thắc mắc không các em? Ok chưa? Đó, chủ yếu là nắm được những cái mà cô cho mình ghi ha, thì mình sẽ làm được cái dạng này. Hôm nay các em rất là xuất sắc ha, trong cái phần mình comment, tham gia, năng nổ. Cho nên mỗi bạn cô cộng cho các em 2 điểm nha, mỗi bạn đều có 2 cộng. Những bạn nào có điểm cộng thêm thì mình cộng vô 2 điểm cộng đó. Rồi giờ mình báo cáo điểm cộng đi nha, để trợ giảng mình ghi chú cho các em. Rồi tất cả mình báo điểm cộng hết nha. Đủ chưa? Cô thấy mới có 24 bạn comment á. Lớp mình 27 mà đúng không? Rồi, ok. Trợ giảng mình ghi lại điểm cộng của mấy bạn nha. Giờ cô dặn dò lớp nè. Bữa hôm nay thì chúng ta học về đại từ rồi. Cho nên về nhà cô sẽ gửi các phần bài tập đại từ cho mình nha. Và có một số những cái thông báo với lớp mình. À, mình bắt đầu một vài buổi thôi ha, và cô thấy là hầu hết các em tinh thần học tập rất là tốt, mọi người làm bài tập, nói chung là tinh thần của chúng ta còn lửa, còn hăng hái lắm. Tuy nhiên có một số bạn là chắc là bị bận cái này cái nọ, thì cô thấy là mình bị trễ bài tập ha, cho nên từ hôm nay thì mọi người đều ý thức với nhau nha, chúng ta sẽ nộp bài tập trước buổi học. Thì trước buổi học thì trợ giảng sẽ kiểm kê là bạn nào sẽ nộp bài tập, và bạn nào có nộp bài tập thì sẽ được accept vào lớp nha. Cho nên mình tạo một cái tính kỷ luật cho lớp mình luôn. Còn ví dụ hôm đó có một cái sự cố gì đó thì các em sẽ báo với trợ giảng hoặc là báo với cô để cô biết. Ví dụ mình xin là cho em nộp trễ tại vì hôm nay em bị bệnh hay vấn đề gì đó, thì mình cứ xin với cô hoặc là với trợ giảng trước để cô với trợ giảng nắm tình hình nha. Còn từ buổi hôm sau thì các bạn nhớ là trễ 5 phút sẽ không được accept, trừ khi các em có xin phép trước và có lý do. Và thứ hai là những bạn nào mà chưa nộp bài tập thì cũng không được accept luôn nha. Cho nên mình cố gắng mình nắm cái luật đó. Tất cả là vì các em, cố gắng lên mình giữ lửa. Tại vì mình đầu khóa cho nên là cô sợ là mình cái khóa cơ bản, nếu mà các em cứ lơ là, mình không chịu làm bài tập, không chịu học từ vựng thì mình sẽ bị mất cái nền đó. Và khi mất cái nền rồi thì lên khóa giải đề nó cực kỳ khó khăn luôn. Giải đề thì các em bị mất cái nền rồi thì đụng vô bài tập ngữ pháp mình không biết làm, từ vựng mình không biết thì sao mình giải đề. Cho nên nha, bạn nào muốn có cái khung xương vững chắc thì cái khóa cơ bản này cố gắng nạp từ vựng thật là nhiều, về nhà nghe cho cô và mình làm bài tập đầy đủ nha, để lên khóa giải đề chúng ta rất là khỏe luôn. Chỉ cần nắm được những cái mẹo làm bài rồi cô cho mình giải đề, xong mình bổ sung thêm từ vựng các kiểu là mình ok rồi. Vậy mọi người cam kết nha, mỗi ngày mình có thể dành ra 10 phút đến 15 phút để mình học từ vựng và mình làm bài tập đầy đủ mỗi ngày không? Nếu được thì mình comment yes cho cô biết nào. Rồi suy nghĩ kỹ nha, bút xa là phải làm theo á. Rồi vì mục tiêu của mình nha, tức là đầu khóa tất cả các em đều đặt ra mục tiêu hết rồi, cho nên mình cứ bám cái mục tiêu đó và mình tiến tới thôi, cố gắng lên. Rồi mọi người cùng nhau cố gắng nha, để mà cuối cùng chúng ta cùng nhau đi thi, tức là tháng 8 cô dắt tụi em đi thi á, các em thi chung với nhau luôn. Đó cho nên là chúng ta cố gắng, lớp mình nắm tay nhau đi thi, về nhà mình đọc bảng điểm với nhau, điểm cao hết thì mình cùng vui ha. Rồi, mọi người cố gắng nha. Vậy buổi hôm nay mình kết thúc ở đây. Goodbye everyone. See you later. Goodbye. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Goodbye.